Rô phi cụ nha anh em. Bán thiên nhiên. Cá. Ui ui ui. Quay vô bán, quay vô bán luôn, quay vô bán luôn, quay vô bán luôn. Nè nè nè, mít qua đây quay, bỏ đi. Con này ăn TikTok đẹp quá. Ui. Ui ui ui. Tập trung quay cần nha. Cái gì vậy? Cái lưỡi sắp đứt rồi. Ui. Vừa mới nói nha, rô phi cụ nha anh em. Lúc mà ui, trời. Bự, bự. Bự lắm. Ừ, trời ơi. Kệ đi, kệ đi, kệ nó. Tập trung ở đây đã, kệ đi. Đừng có giật nó. Quá trời luôn à. Giật nó để dưỡng dây. Ôi giời, quay tập trung. Rồi. Rồi quay quay clip mà đi chỉ tao bại chết đi cạnh ca kêu đẹp. Cái phao uy tín chưa anh em? Trời ơi, dây dây lại nè, dây dây lại nè. Vì vừa mới giới thiệu, đang tính quay phao chụp chạy luôn. Con này là giả mang con ngang rồi. Gần 3m6. À, đứt tay, đứt tay. Tập trung vô ống kính á, em đừng có nhìn ở ngoài. Em ngoài là em lia là tập bại liền á. Đang 0.5 đúng không? Đúng rồi. Nè. Ủa, nó nặng. Ôi. Ây da, ây da. Đục mình ơi, đừng hại tôi, đục mình ơi. Đừng hại tôi. Lên luôn. Lên được tao. Đứng sau lưng anh quay nè. Nặng lắm. Ui, ui. Ôi. Bỏ bằng chết. Ơi sao lại nói linh tinh. Không được nói từ đó. Ui. Bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên luôn. Quay đi di chuyển đi em, ngồi một chỗ em. Bỏ lên nổi không anh? Ây da, trời, nó nặng lắm. Ép nó lên luôn. Ây da, sao mà ép nổi. Ui ui ui, ơ bỏ vậy, bỏ vậy. Tức tài á. Ôi, tức tài gì ghê vậy? Con cuối rồi. Đừng, đừng có sảy của tôi nha. Lục Bình ơi, đi ra Lục Bình ơi. Ừ, hay quá. Đó, các bạn ơi. Xem té luôn các bạn. Ê, đừng có qua đó Đức. Em thật đừng có nhìn nó em ơi, nhìn nó qua nhìn anh đi. Nè, qua đây nè, chỉ cần công nè. Qua chơi với nó rồi, đi bên đây. Còng còng vuốt luôn. Hết không? Hãy còng vuốt luôn. Bắt được nó là đỉnh cao. Còn lắm. Đổ xi rồi. Ôi. Bỏ tay quá. Ê. To quá to các bạn ơi. Lên mặt chưa, lên mặt chưa? Anh tự vớt luôn, em tập trung quay cho đẹp đi. Con này nó dính thì khó xảy lắm nhưng mà chỉ sợ đứt dây thôi. Đuối rồi, đuối rồi. Ấy! Quay thấy không? Thấy cá không? Thấy nó mới nhào lên. Ôi, 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 ôi. Tuyệt vời. Ốc cá nè, ốc cá nè. Ui, con này bự. Mà không bự bằng con mi nãy thôi. Đây, đặt đi ốc cá. Tuyệt vời ông mặt trời, đô phi cụ. Yo, yo, yo. Quá trời đã luôn, con cá nó nặng. Trời ơi. Cứng hết tay luôn các bạn. Bịch đô phi cụ đâu rồi? Đây nè, quá chín ở đây. Quá trời uy tín luôn nha các bạn.